Dạ Binet, Binet hôm nay mới biết lấy xe đạp phải không? Con hôm mới biết, con biết rồi. À con biết rồi hả? Con okay, biết giờ... chút. Con biết chút chút rồi, bây giờ con lái cho các bạn xem nào. Right now. Bây giờ lái một đoạn ngắn thôi cho các bạn xem nhá. Coi tự tin lên nhá. Ủa lái gì kỳ vậy trời? Lái gì kỳ vậy? Bây giờ lái từ đây đến đó thôi. Mình hiểu chưa? Ba chỉ rồi đó. Yes. Tự tin lên. Watch me lean forward when I take off. I'll lean, push and lurch forward all at one time. Đó vì nó phải đẩy mạnh như vậy đó, nó mới có cái trớn để mình đi ha. Đó rồi đẩy thử xem nào. Mình nếu mà đẩy nhẹ quá là nó không có đủ mạnh đó, là đi không có được, nó bị ngã đó ha. Forward and lurch forward. You can do it. On mode. Cái thắng của ông này sao kêu dữ vậy? Rồi nó đã thử xem nè. Rồi sắp đường này xuống dốc dễ nè, xuống dốc dễ nè. Go down the hill it easier. This way. Lay this way. 1 2 3 go. Yeah, good job. Dở quá. Xuống dốc nè. There you go. Rồi. Rồi sắp ngã đi. Được không Binet? Binet nói là mình làm được rồi. Mình làm được rồi. Bây giờ mình làm tiếp đi nhá. Chi cười bên đây cái cây. Chi. Ok. Sao vậy Binet? Cố lên, không có sao. Go backward a little bit. No, the pedals don't go backwards on her bike. Oh. Just try it with what you got. Sao vậy? Sao dắt xe luôn rồi? Yeah, good job, giỏi nè. Được rồi, yeah. Cô nhìn ta. Giữ thăng bằng nha, xuống dốc. Rồi, yeah, bạn Binet đã lái một mình được rồi. Đâu rồi? À, bạn Binet ở đây. Bạn Binet đây nè, không có bị té hả Binet? Go. Yeah, it's not much different. So just put your right foot on the pedal. Lean the bike this way, and then push and take off. Okay. Easy peasy. Push, push. Push. Why are you going into the rocks? Don't go in. There you go. Nice and easy. Slow down. Good. Perfect. Now go to the left, up the hill. Just go to the left. Steer to the left. Yay! Go up the hill. Go. Yeah, go up. Good. Dở quá. Đâu rồi. All the way around. You got it. Push, push. Keep pushing. Yeah, giỏi quá. Đây nè, thấy rồi. Đi một vòng luôn nha Binet. Lên dốc mình phải đạp mạnh hơn đó. Go, Peanut, go. Rồi, stop right there. Don't stop. Rồi, bây giờ Binet lái lại đây nha. Giỏi, Binet, go. Một vòng, đánh vòng. Các em hãy đăng ký thành viên trên kênh Bé Binet và Bé Mango để cập nhật video mới nha. Và nhấp vào những hình này để xem các video khác. Bây giờ Bé Binet chỉ biết đỡ mình sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.